Đọc truyện Ta trời sinh đã là nhân vật phản diện Tác giả Thiên mệnh phản phái Tự truyện gốc là Ta Thiên mệnh đại nhân vật phản phái Các bạn đang nghe trên kênh nhà đọc truyện Các bạn nhớ bấm nút like và nút đăng ký theo dõi kênh Để được cập nhật những video đọc truyện mới nhất nhé Chúc các bạn một ngày tốt lành Chương 1151 khí vận kim đỉnh. Cung điện thanh đồng rất cổ, không biết là từ thời đại nào, trên bốn vách tường điêu khắc rất nhiều bích họa kỳ lạ, có những thượng cổ tiên dân đang quỳ phục trên mặt đất, hướng về phía đồ đằng tế bái. Ở chỗ này, cố trường ca không ngừng xuất thủ, năm ngón tay sáng lên, từng nét bùa chú bị hắn đánh vào bốn phía, lập lòe hào quang giống như từng ngôi sao nhỏ sáng lấp lánh. Đồng thời, từng tờ từng tờ đại đạo phù văn huyển hóa, rồi ngưng tụ thành từng móc xích nối liền nhau rất chỉnh tề. Khóa chặt bốn phía hư không của tòa cung điện thanh đồng. Hiệu quả dưỡng hồn ở nơi này vậy mà lại có thể cường hóa một chút. Nhưng như vậy vẫn không nhìn được điều gì khác thường. Cố trường ca trực tiếp lấy pháp lực hóa thành một con dao chạm khắc, tự mình động thủ đào ra một cái hố sâu trong cung điện, ở trong đó bày ra các loại cấm chế, tập hợp lại các sinh mệnh bản nguyên gần đó. Ông Trong hố, ánh sáng rực rỡ bắt đầu xuất hiện cực kỳ chói mắt ở nơi mờ mịt đó ẩn chứa sinh mệnh tinh hoa nồng đậm cuối cùng thậm chí hắn còn lần nữa khắc họa lại các vết nứt bên ngoài không gian xung quanh lấy được không ít bí bảo che giấu thiên cơ khiến cho khí tức của nơi này không bị lọc ra ngoài lúc này mới yên lòng lại ta hy vọng đến lúc đó sẽ không bị nàng phát hiện ta hy vọng rằng không có khoảnh khắc này ánh mắt của cố trường ca mờ đi tự nhiên có rất nhiều suy nghĩ lướt qua trong thức hải, tâm niệm vừa động, hắn cảm thấy nơi đây đã hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay của mình, rốt cục thân ảnh khẽ động. Rời khỏi nơi này, không ngờ ngươi lại bố trí lâu như vậy. Cố tiên nhi đã đợi cố trường ca rất lâu bên ngoài khe nứt của không gian, nàng thấy hắn đi ra thì hơi ngạc nhiên. Cố trường ca gật gật đầu, cũng không giải thích gì mà chỉ nói, đi thôi. Sau đó đám người hóa thành cầu vòng rồi phá vỡ không gian, rời khỏi nơi đây. Bây giờ ở giới bi hải đang nổ ra chiến tranh. Tất cả các tộc đều điều động quân tinh nhuệ tới đây, dự định vượt qua bát hoang thập vực. Ở chỗ này bọn hắn cũng có thể cảm nhận được chấn động khủng khiếp từ nơi xa truyền tới. Đó là chấn động của đế khí. Bây giờ tiên cảnh không ra, sự tồn tại của đế cảnh chính là chiến lược đỉnh phong của thượng giới. Trong trận chiến này có rất nhiều kẻ thành đạo đi lên, coi như là quân tiên phong muốn mở ra một con đường. Bác Hoang thập vực bên kia cũng không phải là ăn chay, trước sự xâm lược từ thượng giới bên này, đã bạo phát ra một lực lượng kháng cự không thể tưởng tượng nổi, có thể gọi là trên dưới cùng chung một lòng. Hai bên dằn co kịch liệt, ở khu vực gần giới bi hải có rất nhiều cường giả đã ngã xuống. Cách rất xa cũng có thể nghe thấy tiếng la dết, mùi máu tanh từ xa bay đến. Phải nói rằng cuộc chiến này rất lớn, nó gần như quét qua tất cả đạo thống và thế lực ở thượng giới ngay cả cố gia cũng không ngoại lệ điều động ngàn vạn đại quân đi vượt qua giới bi hải chỉ có điều bây giờ cố trường ca vẫn chưa có dự định tham gia náo nhiệt cuộc chiến ở giới bi hải hắn chắc chắn sẽ tới nhưng không phải là hiện tại trên đường rời khỏi nơi đây thiên đạo bảo trương đã rơi xuống và mở ra từ khi hắn giết chết lý tu trong đó một trận hào quang vàng sáng chói hiện lên một tôn đỉnh nhỏ màu vàng ống xuất hiện, rực rỡ chói mắt, lơ lửng giữa không trung, có loại cảm giác giàu dạt sự thần bí. Khí vận kim đỉnh, nó chính là thứ được hình thành bởi sự hội tụ khí vận của chúng sinh, có khả năng tụ khí vận. Đây là một thứ tốt, nhưng ngoài cái đó ra, ta có thêm một cách khác để thu thập điểm khí vận. Thấy có rất nhiều lời giới thiệu, cố trường ca có chút không hài lòng hắn cảm thấy nếu đặt khí vận kim đỉnh cất ở một nơi như bất hủ đạo giáo. Nó thậm chí có thể trong lúc bất tri bất giác đánh trộm mất khí vận của bọn hắn. Cái này hiệu quả hơn nhiều so với mầm non thế giới thụ mà hắn đã đạt được trước đó. Ngoài ra, điểm khí vận lấy được từ việc giết chết Lý Tu cũng không phải là một con số nhỏ nên hắn đã đổi vài gốc siêu thoát cốt, thực lực tăng lên một chút. Cố trường ca đưa theo đám người lên đường rời khỏi nơi đây, rời xa vùng chiến loạn trên đường có thể nhìn thấy rất nhiều cổ chiến thuyền bị nghiền nát trên bầu trời có đủ loại thiết kỵ đáng tới ầm ầm mà qua thượng giới có rất nhiều thiên kiêu trẻ tuổi cũng đều tham gia vào trận chiến này không có bất cứ thế lực nào có thể may mắn thoát khỏi đặc biệt là khi bọn hắn biết được bây giờ giới bi hải chỉ có thể để cho tu sĩ có tu vi tương đối thấp vượt qua ý chí chiến đầu của bọn hắn càng ngập trời hận không thể nhanh chóng đi qua bên kia chinh chiến bọn hắn có ý muốn đổi danh trong trận chiến đấu ở đây. Cách nhanh nhất chính là giết chết những sinh linh và tu sĩ luyện ở bát hoang thập vực, nhờ vào đó mà danh chấn bát hoang. Bây giờ chúng ta sẽ trở lại đào thôn sao? Trên đường đi, Cố Tiên Nhi hỏi thăm, đã gần một năm kể từ khi nàng trở về đào thôn lần trước, tuy nói một năm năm tháng không đáng kể đối với tu sĩ, còn có thể bỏ qua không tính đến nhưng nàng vẫn hơi nhớ những người thân và mấy vị sư phụ của mình ở trong đào thôn từ nhỏ đến lớn nàng đều ở đào thôn tình cảm của nàng dành cho đào thôn sâu đậm hơn nhiều so với cố gia trở về đào thôn đi chuyện cuộc chiến ở bát hoang thập vực bây giờ ngươi tham gia cũng vô dụng cố trường ca gật gật đầu hắn có một số việc cần tìm đào yêu xác nhận lại một chút sớm muộn gì hắn cũng phải đến đào thôn sau đó Hắn xuất thủ lấy vô lượng thần thông mở ra không gian thông đạo, không gian phù văn đáng sợ xuất hiện, xé rách khoảng không trước mắt. Bọn hắn bắt đầu vượt qua không gian, với thực lực Cố Trường Ca ngày hôm nay, việc đi lại ở giữa hư không dễ như trở bàn tay, trong nháy mắt đã đi được khoảng ngàn vạn dặm. Chương 1152. Về Đào thôn. Trên đường có thể thấy ánh sáng màu bạc xen lẫn. Từng tia cực kỳ chói lọi, cũng vô cùng nặng nề đây là hỗn độn vũ khí ở giữa hư không trong ngày thường rất khó nhìn thấy thượng giới mênh mông bát ngát hiện tại bọn hắn muốn đến đào thôn chính là khu vực bên ngoài tiên khí chi địa rất xa giới bi hải bây giờ sợ là ngay cả chí tôn chân chính cũng không phải là đối thủ của ngươi rồi cố tiên nhi rất hoảng hốt nàng nhận thấy rằng khoảng không trước mắt đang không ngừng vặn vẹo con đường trở nên mơ hồ bởi vì cố trường ca vô cùng cường đại dẫn đến việc không gian chạm vào hắn là sụp đổ. Thủ đoạn như vậy, cho dù là trí tôn cũng không thể làm được. Nàng cảm thấy thực lực hiện tại của cố trường ca, e là hắn đã vượt rất xa trí tôn, thật sự không biết hắn đã tu luyện như thế nào. Trí tôn chân chính. Cố trường ca cười cười, hắn cũng không nói thêm điều gì, với thực lực hiện tại hắn, cho dù là đối mặt với kẻ thành đạo chân chính cũng không cần kiên kỵ gì nhưng nói ra những điều này cũng quá kinh thế hải tục rồi bây giờ mặc dù đã có người đội cái mũ người thừa kế ma công này nhưng khó tránh vẫn sẽ có người nghi ngờ bởi vì tốc độ tu hành của hắn quá nhanh thật sự quá chấn động lòng người khiến cho người ta khó có thể tin được nhưng khi nói đến những điều này cố trường ca lại cảm thấy rằng cho dù hắn hắn thật sự là người thừa kế ma công hắn cũng còn lâu mới có tốc độ tu hành nhanh như vậy e là chuyện này đã vượt quá sự hiểu biết của tu sĩ. Sợ là khoảng thời gian này với Tô Thanh ca không hề dễ chịu gì. Ta nghe nói nàng bị đuổi giết khắp nơi. Cố Trường ca nhớ tới rất nhiều tin tức, rồi nở nụ cười đầy ẩn ý. Sau nửa tháng, hư không lại dần mờ đi lần nữa, khe nứt biến mất. Cố Trường ca đưa đám người rời khỏi trong đó, xuất hiện ở trên một ngọn núi. Dãy núi chập trùng, cỏ cây phong phú, có thể thấy được ở nơi xa hoang vu với rừng rậm mênh mông, sương mù bao phủ, phải đi qua mới có thể thấy đào thôn thần bí. Tiên khí chi địa, ta trở về rồi. Cố tiên nhi nhìn những cảnh tượng quen thuộc này. Trong lòng nàng dâng lên một cảm giác muốn trở về nhà. Trước kia nàng thường xuyên mang theo đại hồng điểu đi qua tiên khí chi địa, tìm kiếm các loại kỳ trân và linh bảo. Ở chỗ này nàng thường xuyên gặp phải nguy hiểm sinh tử, nhiều lần gặp phải hung thú cường đại rồi trải qua chém giết cùng bọn chúng điều này khiến cho tâm trạng của nàng không khỏi bắt đầu nhảy cẩn lên nàng nhóm chân lên rồi nhìn về phía trước lần trước trở về nàng dẫn theo cố trường ca còn bị rất nhiều thúc thúc thẩm thẩm trêu chọc một trận nói nàng dẫn người trong lòng về nhà ngoại làm cho nàng xấu hổ rất lâu nhưng mà lần này nàng vẫn về cùng cố trường ca cũng không biết phải nói như thế nào với các thúc thúc thẩm thẩm nữa. Các ngươi đợi ta ở đây đi. Cố trường ca phân phó một câu cho rất nhiều thủ hạ đằng sau lưng, sau đó hắn đưa cố tiên nhi đi về hướng đào thôn. Rất nhanh bọn hắn đã băng qua vùng đại hoang trước mắt, từ xa đã nhìn thấy một gốc cây đào thần bí, sừng sững ngay trước thôn. Thôn không quá lớn, được vây quanh bởi hàng rào. Xung quanh trồng linh thảo và những thứ khác, từng làng mây nhiều màu sắc lững lờ trôi, sương trắng tràn ngập, mang đến cho người ta cảm giác yên bình. Bốn phía toát ra từng sợi linh khí, nuôi dưỡng nơi đây. Thủy thú đồng thanh, chim muôn vỗ cánh, khung cảnh hiện ra rất yên bình, giống như thế ngoại đào nguyên, ở đầu thôn có người già và trẻ em đang chơi đùa vô cùng an lành. Trước thôn, cây đào kia chói lọi mà rực rỡ, cành lá xung xuê, bao phủ thần huy nhàn nhạt. Trên mỗi một phiến lá đào đều có những đường vân huyền diệu nhìn rất cổ kính không biết nó đã đứng sừng sững ở đây bao nhiêu năm rồi mặc dù nó chưa bao giờ nở hoa nhưng lại có vẻ thiêng liêng khác thường một tiểu cô nương phấn hồng mài ngọc mặc một chiếc áo bông lớn mái tóc mềm mượt dáng vẻ nhu thuận đang ngồi trên tảng đá trước cửa thôn đôi chân trắng bóc thỉnh thoảng nàng lại nhìn một chút bên ngoài thôn giống như đang nhìn người nào đó lúc này hình như nàng đã chú ý tới cố trường ca ở bên ngoài cửa thôn có chút sững sờ sau đó dụi dụi đôi mắt nàng nghĩ là mình đang xuất hiện phải ảo giác. nhìn kỹ lại, cuối cùng cũng nhận ra người kia chính là sư tôn mà nàng đang ngày nhớ đêm mong. sư tôn. lập tức sắc mặt nàng tràn đầy kinh hỉ, trong ánh mắt nàng đều là thân ảnh của cố trường ca, loạn choạng chạy về phía hắn. ta còn đang hỏi tại sao sáng nay lại nghe thấy tiếng hỉ thức kêu to ở cửa thôn, hóa ra là vì tiên nhi trở về. còn dẫn người về nhà ngoại nữa nha đầu này vừa đi chính là đi một năm, rốt cuộc cũng đã chịu trở về rồi. giờ khắc này không chỉ có mình nàng phát hiện ra cố Trường Ca và cố Tiên Nhi, mà cả những thôn dân khác cũng nhìn thấy bọn hắn, có rất nhiều người đều vui mừng ra chào đón. đào thôn chợt trở nên náo nhiệt, rất nhiều đại thúc đại thẩm đi ra, vây quanh cố Tiên Nhi và cố Trường Ca không ngừng dò hỏi, nhất là mấy vị đại thẩm tỉ mỹ nhìn ngắm bụng nàng vài lần rồi thở dài. Việc này khiến cho Cố Tiên Nhi sững sờ, có chút bối rối. Sau đó nàng đã kịp nhận ra đây là ý gì, khuôn mặt trắng trẻo và thanh tú của nàng nổi lên một làn sương mù hồng nhạt, nàng hung hăng trừng mắt nhìn Cố Trường Ca một cái. Đều do hắn hại bản thân mình cảm thấy khó xử như vậy, còn bị mấy vị đại thẩm hiểu lầm nữa. Chương 1153. Lá gan của ngươi thật không nhỏ. Bất quá lúc này Cố Trường Ca lại không quan tâm đến Cố Tiên Nhi. Hắn đang ngồi xổm xuống, lôi kéo yêu yêu, tỏ vẻ dịu dàng, hỏi nàng thế nào. Yêu yêu rất là vui vẻ, nàng chia sẻ về cuộc sống của mình ở đào thôn trong thời gian này với Cố Trường Ca. Nàng thực sự rất thích một cuộc sống hòa bình và yên bình như vậy. Không chỉ có tỷ tỷ đào yêu, mà còn có những thôn dân khác đối xử với nàng như người thân. Ở chỗ này, nàng không phải lo lắng điều gì, chỉ là thỉnh thoảng nàng sẽ rất nhớ hắn cố trường ca mỉm cười rồi sờ tóc nàng nói ngươi thích nơi này là tốt rồi sau này sư tôn có thời gian sẽ đến thăm ngươi hắn nói mình đã mang rất nhiều đồ chơi nhỏ chọn được ở nhân gian đến cho nàng lúc trước khi mua cho cố thanh y hắn nghĩ đến yêu yêu nên cũng thuận tay chọn lấy bây giờ có vẻ như yêu yêu không có hứng thú với việc tu hành nữa nhưng hết lần này tới lần khác nàng đều rất thích những thứ đồ chơi nhỏ này Mặc dù nàng là người hiểu chuyện và không khéo, nhưng nói đến nàng cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Ừm, cảm ơn sư tôn. Yêu yêu rất thích nơi này, có rất nhiều bạn chơi với ta, những con vật nhỏ cũng rất nghe lời. Đôi mắt của yêu yêu công thành hình lưỡi liềm, nàng đang rất vui vẻ. Cuối cùng nàng cũng gặp được sư tôn mà mình rất nhớ mong. Cố trường ca thấy hiện giờ nàng đang có một cuộc sống rất hạnh phúc nên cũng rất yên tâm. Điều này cũng đã bớt đi nhiều phiền phức. Tiên nhi a, à, thẩm thẩm ta là người từng trải. Ở một bên khác, một vị đại thẩm kéo Cố Tiên nhi đến bên cạnh, không ngừng nói chuyện. Khuôn mặt Cố Tiên nhi đầy khói, nàng chính là đang vừa xấu hổ vừa giận dữ muốn chết, cảm giác lỗ tai của mình nóng lên. Thế nhưng nàng là biểu muội của Cố Trường Ca mà, bọn hắn đang suy nghĩ cái gì vậy? Chỉ là mấy vị đại thẩm vẫn không quan tâm tới lời của nàng theo các nàng với tính cách này của cố tiên nhi ba lần bốn lượt đưa cố trường ca trở lại đào thôn nếu như nói không có chút gì các nàng thật sự không tin mặc kệ cố tiên nhi cố giải thích như thế nào sắc mặt của tất cả các nàng đều lộ rõ vẻ không tin việc này làm cho cố tiên nhi rất bất đắc dĩ cuối cùng nàng chỉ có thể đổ hết mọi trách nhiệm tội lỗi lên trên đầu cố trường ca nàng hung hăng trừng mắt nhìn hắn mấy cái hôm nay ở đào thôn vô cùng náo nhiệt Cố Tiên Nhi lại cùng Cố Trường Ca trở về lần nữa, thuận tiện còn mang quà đến cho mọi người, chẳng hạn như thần dược, các loại đan dược đều có thể kéo dài tuổi thọ và tăng cường khí huyết. Mặc dù ngày thường nàng keo kiệt và tham lam, nhưng khi đứng trước mặt những hương thân phụ lão của đào thôn, nàng lại rất hào phóng, suýt chút nữa còn dọn sạch sẽ nhà để tặng cho mọi người. Cuối cùng, mấy vị sư phụ của Cố Tiên Nhi cũng xuất hiện, bọn hắn kiểm tra xem tình trạng tu vi hiện tại của nàng là như thế nào, vẫn là có chút hài lòng. Mặc dù không thể so sánh được với cố trường ca, nhưng nàng cũng đã vượt xa đám tuổi trẻ trí tôn cùng thế hệ. Đối với bọn hắn, cố trường ca chính là quái vật. Hoàn toàn không thể đánh giá theo lẽ thường, cho dù là hiện tại thì bọn hắn cũng không thể nhìn thấu được tu vi của cố trường ca. Điều này khiến cho bọn hắn bị chấn động, cảm thấy không thể tin nổi lần cuối cùng gặp cố trường ca là hơn một năm trước. Hơn một năm qua, tu vi của hắn lại tăng lên nhiều như vậy ư. Chỉ là chuyện này liên quan đến bí mật của cố trường ca, nên mặc dù bọn hắn tò mò nhưng cũng không mạo muội hỏi thăm. Cố tiên nhi và cố trường ca trở về đào thôn. Tất cả mọi người tự nhiên là chuẩn bị rất nhiều thức ăn cho bọn hắn. Đủ loại mỹ thực tinh tế, tỏa ra mùi thơm hấp dẫn mặc dù những món ăn này còn kém rất xa món ăn trong yến hội của trường sinh cố gia nhưng lại có một hương vị khác trên yến tiệc tất cả mọi người ăn uống linh đình rất là náo nhiệt mấy vị đại thẩm đại thúc cũng không thèm để ý đến thân phận của cố trường ca bọn hắn rất tự nhiên và thân thiết hỏi thăm hắn về mối quan hệ của hắn và cố tiên nhi đối với chuyện này cố trường ca tự nhiên là trả lời đến dọc nước cũng không lọc qua được ở một bên vẫn luôn nhìn chầm chầm hắn. Cố tiên nhi thở vào nhẹ nhõm, nàng lo lắng từ trong miệng của tên này sẽ nói ra điều gì đó khiến cho nàng cảm thấy xấu hổ và giận dữ. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn không khỏi có chút mất mát, cảm giác những câu trả lời kia của cố trường ca cũng không có ý gì khác. Yến hội kết thúc, tất cả mọi người đi về nghỉ ngơi, cố tiên nhi cũng trở về căn nhà trước kia của mình, dự định nghỉ ngơi đám người đào thôn đặc biệt dọn dẹp sạch sẽ một gian phòng cho cố trường ca. Nhưng hắn lại không đi nghỉ ngơi, thay vào đó, hắn lại một mình đến cây đào bên ngoài thôn. Trong tay hắn cầm theo rượu của buổi yến tiệc trước đó, giống như tự mình uống rồi ngồi xuống bên gốc cây đào. Ánh trăng thanh lãnh, loan lỗ những ánh bạc giống như hồ nước bị khoái động, làm cho người ta cảm thấy tĩnh mịch và trong trẻo. Cây đào cổ kính mà cao lớn, cành lá rậm rạp. Mỗi chiếc lá đào đều như một tác phẩm nghệ thuật xưa cũ, phía trên chúng đều là các đường vân thần bí. Dưới ánh trăng nó lại càng mang ý nghĩa thăng trầm dài đằng đẵng. Nhưng càng nhiều hơn chính là ánh sáng rực rỡ, thần bí mà chói lọi, theo gió chập chờn. Cố trường ca cũng không mở miệng, hắn chỉ ngồi uống rượu một mình bên cây đào, ánh mắt xa xăm như đang suy nghĩ đến một số chuyện. Sau đó, một làn sương trắng mênh mông xuất hiện ở đây, trong nháy mắt đã bao phủ hết khu vực gần đó. Lá gan của ngươi thật không nhỏ, lại dám làm trò ở ngay trước mắt ta như vậy." Một giọng nói nhẹ nhàng êm tai giống như âm thanh của thiên nhiên vang lên, như có như không mang theo tiên ý. Ngay sau đó, một thân ảnh thon dài đi ra từ trong cây đào, khuôn mặt mờ hồ, lại có một loại khí tức phong hoa tuyệt đại, ánh mắt nàng dịu dàng giống như nước mùa thu. Nhưng ánh mắt đó lại như có thể nhìn thấy rõ được vũ trụ vĩnh hằng. Chương 1154. Đào Yêu thăm dò. Đào Yêu hiển hóa ra thân hình, nàng hình như có chút hứng thú đánh giá Cố Trường Ca, lần đầu tiên gặp mặt cũng như thế, nàng muốn nhìn thấu hắn. Cố Trường Ca vẫn như cũ ngồi uống rượu một mình, lúc này nghe thấy vậy hắn mới ngẩng đầu lên khẽ mỉm cười. Nói, chẳng lẽ tiền bối định uống rượu sao? Đào Yêu lắc đầu nói, ta chưa bao giờ uống rượu, ta không thích mùi này. Đáng tiếc rượu ngon như thế tiền bối lại không có cơ hội để đánh giá cố trường ca cười cười đào yêu nghe vậy cũng không đáp lại nàng chỉ nhìn hắn chầm chầm, sau đó mới nói khi ta đang thử xem điều gì đã làm yêu yêu tổn thương thì nhớ tới một chút ký ức a à, ký ức gì vậy phản bối lại có chút hiếu kỳ đó cố trường ca có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng trong lòng hắn thì khẽ động bởi vì hai người đào yêu và yêu yêu không hòa hợp nên theo đạo lý thì nàng sẽ không nhớ ra tất cả hắn cũng không rõ liệu những hình ảnh mà đào yêu nhìn thấy vào lần trước gặp hắn là do tự ký ức của nàng biến thành hay là nàng cố tình lộ ra để cho bản thân nhìn thấy nhưng cho dù nói thế nào thì đào yêu và lão thạch ở chân tiên thư viện cũng chính là người quen cũ điểm này không thể nghi ngờ hơn nữa rõ ràng là hồng y nữ ma đào yêu lão thạch cùng một thời đại có quan hệ rất lớn với thân phận ma chủ của hắn. Cố Trường Ca vẫn luôn cảm thấy hắn không phải ma chủ, nhưng hắn không thể không làm. Nhưng ngay từ đầu, nguyên nhân và kết quả của rất nhiều chuyện đã được định sẵn rồi. Bao gồm cả mối quan hệ giữa Đào Yêu, lão Thạch, Thiên Hồng Y và hắn. Bây giờ Đào Yêu nói với hắn chuyện này, không phải là đang hoài nghi gì chứ? Ta nhớ được ta có một người bạn rất thích mặt Hồng Y, nàng nói mình phải nỗ lực tu hành đừng để cho sư phụ thất vọng, sau đó nàng còn muốn gả cho sư phụ của mình khi lớn lên. Đào yêu chậm rãi mở miệng, lúc nói chuyện, ánh mắt nàng vẫn luôn nhìn chầm chầm cố trường ca, giống như là muốn nói cho hắn nghe, nhưng dường như cũng là đang nói cho bản thân nghe vậy. Khi ta từng là một gốc cây đào, chỉ có linh trí yếu ớt là nàng đã cứu ta khỏi một con yêu thú. Bản thể của ta chính là một gốc cây đào vô tâm, lúc đầu ta không hiểu sinh tử bên ngoài là thế nào, nhưng vì có nàng mà ta đã hiểu được cái gì là bạn bè đáng tiếc chẳng qua đây chỉ là chuyện trước kia bây giờ xem ra đã trôi qua rất nhiều năm những điều cấm kỵ bị bỏ quên ở thời đại đó có lẽ chỉ có mình ta còn nhớ rõ về sau nàng dẫn ta tới bên cạnh sư tôn của nàng lúc đó ta còn có một người bạn nữa là một khối đá ta chưa từng nghĩ tới một khối đá bình thường một gốc cây đào rỗng cho dù có sinh ra linh trí cũng vẫn là ngây ngô mà tồn tại cuối cùng cũng có một ngày có thể đi trên con đường tu hành giống như những yêu tộc khác sư tôn của nàng rất nghiêm khắc nhưng đối xử với chúng ta lại vô cùng tốt cũng không bởi vì xuất thân của chúng ta mà ghét bỏ chúng ta hắn dạy ta biết chữ ta muốn để cho hắn đặt tên giúp ta nhưng hắn nói rằng tên rất quan trọng thế là dạy ta yêu chữ giọng nói của nàng rất ôn hòa dễ nghe như âm thanh của tự nhiên, nhưng lúc lúc này lại vô cùng cô đơn. Tiền bối, người bạn này, vãn bối quen biết sao? Cố trường ca buông rượu xuống, sắc mặt không thay đổi nói, trong thoáng chốc trước mặt lại hiện ra cảnh tượng lúc đó. Một yêu tinh ôm hai đầu gối, ngồi trên vùng bỏ hoang mênh mông bát ngát, phía sau có một cây đào đã chết héo. Yêu tinh này rất xinh đẹp, có lông mày và mái tóc dài màu xanh giống như gương sáng, sáng đến mức có thể soi gương được nàng nhìn về phía biển mây xa xa, trong con mắt hiện lên bầu trời và núi thanh tịnh, nhưng thần sắc lại vô cùng cô đơn, giống như là đang chờ đợi một người nào đó. Ta không biết. Đào yêu lắc đầu, lời nói lấp lửng. Nàng cẩn thận nhìn chầm chầm cố trường ca, thấy hắn vẫn không ngẩng đầu lên, sau đó nàng nhẹ nhàng thở dài. Nếu đã không còn giống như ban đầu, vậy thì tùy ý đi. Lần này ngươi tới đào thôn là vì có chuyện tìm ta, đúng không? đào yêu hỏi cố trường ca gật đầu nói không biết tiền bối hiểu biết bao nhiêu về tán ma uyên đào yêu sững sờ sau đó có vẻ hơi khó hiểu hỏi ngươi muốn đến tán ma uyên sao sắc mặt cố trường ca không đổi nói chỉ là hỏi một chút ta nhớ tới một số chuyên nên có chút tò mò mà thôi ta nghĩ đến tiền bối đã sống từ rất lâu nên có thể hiểu rõ về hắn ta cũng không hiểu rõ về tán ma uyên lắm nếu như ngươi muốn biết thì có thể tự mình đi xem một chút không phải là được rồi sao đào yêu đột nhiên bật cười tiếng cười này đã thay đổi âm thanh nhẹ nhàng dễ chịu vừa rồi nó có chút yêu tính khó nói nên lời mà lời này vừa dứt nàng lập tức hóa thành bụi sáng trở về bên trong cây đào rồi không có một động tĩnh nào nữa thấy vậy sắc mặt của cố trường ca vẫn không có nhiều thay đổi sau đó hắn cũng đứng dậy rời đi dựa theo những gì xảy ra ngày hôm nay tình huống rất bất lợi đối với hắn hắn tìm đến đào yêu là thật ra chỉ muốn nhìn một chút thái độ của nàng đối với chính mình từ trong thái độ này tự nhiên có thể nhìn ra một ít suy nghĩ của nàng hơn nữa cũng có thể biết được nàng có chỗ nào nghi ngờ thân phận của mình hay không lần trước lần đầu tiên lão thạch nhìn thấy hắn thì đã rất chấn động cảm thấy giống như là chủ nhân cũ mà lần này đào yêu đã thay đổi thái độ trước đó thậm chí nàng còn nhớ lại được chuyện cũ. Điều này không phải là đang thăm dò hắn sao. Cho nên, bây giờ có vẻ như một khi để cho hồng y nữ ma gặp hắn, hắn chắc chắn sẽ bị nàng nhận ra. Chương 1155 Tán Ma Uyên Sáng sớm ngày thứ hai, cố trường ca lập tức rời khỏi đào thôn, cũng không chọn lựa tiếp tục chờ đợi ở nơi này nữa. Về phần cố tiên nhi thì nàng quyết định ở lại đào thôn thêm một thời gian, vừa lúc gặp phải chút vấn đề về tu vi muốn thỉnh giáo các sư phụ mặc dù yêu yêu và mấy người ở đào thôn hết sức níu giữ nhưng cố trường ca vẫn quyết tâm ra đi mục đích đến đây đã đạt được đương nhiên cũng không cần ở lại nữa sự thăm dò của đào yêu khiến hắn để tâm dựa theo tình huống trước mắt thì trừ phi gặp tình huống gì rất đặc biệt nếu không thì đào yêu sẽ không dễ dàng rời khỏi đào thôn ngay lập tức sau khi đến bên ngoài tiên khí chi địa gọi đến một đám thuộc hạ cố trường ca lập tức đi đến nội vực dự định đến nhân tổ điện một chuyến từ khi hắn tiếp nhận thân phận nhân tổ đến nay còn chưa hề ghé qua nhân tổ điện lần nào mà lần này tán ma uyên bạo loạn rất nhiều đại ma xuất thế họa loạn khắp nơi nhân tổ điện thân là mẫu mực của chính đạo đương nhiên khó tránh khỏi trách nhiệm kháng ma vừa lúc cố trường ca dự định đi đến tán ma uyên một chuyến không có cớ gì thích hợp ngược lại có thể nhờ vào đó mà đến tìm gian sở sở lấy thân phận nhân tổ làm việc thuận tiện sắp xếp kế hoạch tiếp theo thỏa đáng trung tâm nội vực đối với tất cả thế lực lãnh đạo thượng giới còn gọi là thiên vực giờ phút này ở khu vực cường thịnh nhất trung tâm của cương vực cổ lão một cung điện nguy nga sừng sững như trời cao đứng tại đây rộng rãi mà thần thánh vững vàng như một tiên cung cung điện được xây dựng vô cùng khí thế và huy hoàng lấy bạch ngọc lưu ly không chút tì vết làm nói, lấy kim đàn cổ một trăm vạn năm làm hiên lấy tinh thần thạch đen bóng thuần khiết lát nền khoáng đạt cổ xưa uy nghiêm túc mục bên trong còn có một biển tiên khí cuồn cuộn như sóng biển giống như tiên cảnh đứng từ cung điện này nhìn xuống phía dưới có thể thấy được cổ thành lão trì kéo dài vô tận đại điện ẩn hiện theo bóng mặt trời đội lên mặt trăng lặn xuống mà phù vân lượng lờ. Mỗi thời mỗi khắc đều chiếu rọi cửu thiên tinh thần. Càng không càng khôn, giống như vô thượng thần tọa, cũng biểu hiện ra địa vị siêu phàm của nơi đây. Trước cửa điện treo một cái tiên biển cực lớn, lấy tử sắc tiên kim làm nền, lấy hoàng kim tiên kim khảm chữ. Trên viết ba ký tự cổ, nhân tổ điện. Có thể nhìn thấy, giữa thiên địa có thiên ti vạn lũ sợi tơ ánh bạc, điên cùng lao đến nơi này, muốn tụ nhập lại bên trong, hiện ra vẻ thiên liêng và thuần khiết. Những sợi tơ ánh bạc này, chính là đại công tích lễ bái tụng niệm với nhân tổ điện của sinh linh tu sĩ khắp nơi. Tính ngưỡng chi lực, không chỉ có thể diễn hóa rất nhiều đạo pháp thần thông, thậm chí tại một số thời khắc, chỉ cần trong lòng có sở niệm, thì có thể cách cả cự ly tỷ dặm, hiển hóa ra pháp thân. Thậm chí, có thể nhờ vào đó mà tu thành 243 bất hủ chi thân, chỉ cần tín ngưỡng không dứt giữa thiên địa vẫn còn người nhắc đến tên thật của hắn như vậy sẽ không phải chết đi đây là lực lượng thần bí khó nói nên lời lúc này một vị nữ tử tuyệt mỹ mặc một bộ áo trắng không tì vết trên mặt đeo khăn lụa đang nhắm mắt tu luyện bên trong đại điện từng hình bóng mơ hồ của tiên tôn hùng vĩ mà thần bí giống như đang tụng kinh ở sau lưng nàng ẩn hiện không ngừng giống như muốn vượt thời không từ viễn cổ đến đây màu da của nàng trắng nõn tinh tế tỉ mỉ, lông mày như vẽ, đôi ngươi đen lấy như đá quý, lóe ra tia sáng động lòng người. Nhưng ánh mắt của nàng rất bình tĩnh, ngoại trừ sự bình tĩnh ra thì không còn bất kỳ cảm xúc gì. Điều này giống như trời sinh đã thế, cũng tựa như vứt bỏ hết thất tình lục dục. Cũng không bởi vì bất kỳ kẻ nào mà sao động dù chỉ một chút. Mấy vị lão ẩu tu vi cao thâm, ở sau lưng nàng nói gì đó, trong đôi mắt hiện lên vẻ lo lắng. Cho dù thánh nữ điện hạ đã đạt đến thánh cảnh hậu kỳ, đối với ma họa lần này cũng thúc thủ vô sách, tử tâm thánh nữ thì không biết tung tích, không biết đã đi đến phương nào, nhưng cho dù có tử tâm thánh nữ ở đây, có lẽ cũng không làm nên chuyện gì. Bây giờ, rất nhiều đạo thống ở thượng giới cũng điều động đại quân đến giới bi hải. Muốn giết vào bác hoang thập vực, loạn ở tán ma uyên lại càng không có ai để ý đến, nhưng lại không biết đại ma nơi đó đã gây họa loạn khắp ngàn dặm cương vực phụ cận. Không ít thế lực bởi vậy mà bị hủy diệt. Đúng thế, nhưng tổ điện ta bây giờ lại là củ khoai nóng phỏng tay, không thể bỏ cũng chẳng thể rời, bởi vì chuyện này mà phải nghĩ biện pháp. Chủ đề nói chuyện của nhóm người này đều là vì lo lắng họa loạn ở Tán Ma Uyên. Bởi vì từ lúc ấy đến nay, phong ấn Tán Ma Uyên giống như rất bất ổn ngay cả huyền không phật tự phụ trách trấn thủ bên đó trước nay cũng tổn thất nặng nề mấy vị la hán phật đà phật pháp cao thâm cũng bị thương nặng tuy chuyện này còn chưa đến tình trạng oanh động thượng giới nhưng cũng không thể bỏ qua bây giờ nhân tổ điện bởi vì chuyện ở bát hoang thập vực đã điều động không ít cường giả đi rồi hết lần này đến lần khác vào ngay lúc này chuyện tán ma uyên lại vô cùng khẩn cấp làm cho nhóm các nàng cũng không thể thoát thân ra nhưng thân là đại diện cho chính đạo. Nhân tổ điện lại không thể bỏ mặt chuyện này, bây giờ đã có rất nhiều thế lực phát ra tín hiệu cầu cứu hướng đến các nàng. Các bạn đang nghe trên kênh nhà đọc truyện. Chương 1156 Suy nghĩ của Giang Sở Sở Đại ma ở Tán Ma Uyên không biết đã tồn tại đến bao nhiêu năm rồi. Phải biết, Phật Sơn La Hán, Phật Đà, người có tu vi yếu nhất cũng đạt chuẩn trí tôn cảnh, nhưng mà vẫn không địch lại được đại ma kia, suýt chút nữa vẫn lạc. Có thể suy ra, trận đại họa này vốn không đơn giản như vẻ bề ngoài. Cho dù là nhóm người vương tử tâm, gian sở sở các nàng có lòng ngăn cản nhưng cũng không có chút biện pháp. Hai người chỉ là thế hệ trẻ tuổi, luận thực lực căn bản không đáng làm đối thủ của đại ma ở tán ma uyên. Điều này khiến trong lòng các nàng rất lo lắng, hiện tại gian sở sở đang định đột phá tới thánh cảnh hậu kỳ, những toan tính dành cho việc này có thể phát triển một chút tác dụng. Mà ngay lúc, mấy vị lão ẩu đang nói chuyện, Giang sở sở vốn vẫn luôn nhắm mắt tu hành trong đại điện, bỗng nhiên mở mắt. Ánh mắt của nàng rất bình tĩnh, vừa rồi đã nghe thấy lời chuyện trò của các vị lão ẩu. Liên quan đến chuyện bạo loạn ở Tán Ma Uyên lần này, ta sẽ lấy thân phận nhân tổ điện cường giả mà đi. Mấy vị trưởng lão không cần lo lắng, các người chỉ cần bảo vệ tốt nơi này là được rồi. Giang Sở sở lạnh nhạt nói, trong lòng biết rõ ý nghĩ của mấy vị lão ẩu. Các nàng cũng không muốn quản nhiều chuyện tán ma uyên chi loạn, bởi vì nó có thể khiến các nàng mất mạng. Dù sao thì tu sĩ nhân tổ điện cũng không phải ai cũng giống như nàng, trong lòng vững vàng đạo tâm chính nghĩa. Đối với điều này, nàng cũng không thể trông mong gì nhiều hơn ở bọn họ. Nghe vậy, thần sắc của mấy vị trưởng lão có chút ấy nấy, nhưng cũng không nói thêm gì bọn họ cũng không ngốc, sẽ không đi ngay lúc này, vô duyên vô cớ chôn vùi sinh mệnh của mình, tu vi của các nàng cũng không phải đối thủ của đại ma ở tán ma uyên. Đúng rồi, thánh nữ điện hạ, thời gian trước ngài có nói đến trường ca thiếu chủ chính là nhân tổ chuyển thế, như vậy, không bằng nói một tiếng với trường ca thiếu chủ. Nếu có hắn ra tay, chuyện hẳn là sẽ thêm một chút an toàn nhẹ nhõm, ý ngài thế nào? Lúc này, một vị lão ẩu bỗng nhiên nghĩ đến điều gì? nhịn không được hỏi ý kiến của Giang Sở Sở. Dù sao thì thời gian trước đây, nhân tổ điện đã tuyên bố ngay trước mặt rất nhiều đạo thống trong thiên hạ rằng, cố trường ca chính là nhân tổ thế hệ này. Liên quan tới việc này, đám người họ ngầm hiểu lẫn nhau, phía nhân tổ điện bọn họ muốn mượn vị thế trẻ tuổi của cố trường ca mà chống lên tràn diện, cố trường ca thì lại muốn lực lượng của nhân tổ điện. Bọn họ cũng không nắm rõ quan hệ của Giang Sở Sở và Cố Trường Ca, cũng chỉ hỏi vậy thôi. Nếu những lời này có chỗ không ổn, vậy cũng không có cách nào, bọn họ cũng không thể ép buộc Cố Trường Ca để ý đến việc này được. Bọn họ không làm được, mà cũng không dám làm thế. Việc này ta sẽ tự giải quyết. Giang Sở Sở nghe vậy thì lắc đầu, biết lời nói của mấy vị trưởng lão này cũng không phải là không có đạo lý. Thế nhưng nàng không lại không làm được việc cứ ba lần bốn lượt là phải tìm Cố Trường Ca nhờ giúp đỡ. Bởi vì Cố Trường Ca đã giúp nàng nhiều lần, điều này khiến nàng khó mà mở miệng nhờ vả hắn. Mà Cố Trường Ca còn nói phải trả thù lao, điều này càng khiến nàng khó mà mở miệng, bởi vì mỗi một thù lao là một lần bị hắn ức hiếp. Tuy việc lần trước ở Chân Tiên thư viện, Cố Trường Ca đã đồng ý sẽ đối xử tốt với nàng hơn chút. Nhưng Giang Sở Sở cũng không biết, cái tốt một chút của Cố Trường Ca là tốt đến mức độ nào điều này làm cho trong lòng nàng càng thêm ưu sầu lần này đại ma ở tán ma uyên bột phát khí thế hung hãn thực lực kinh khủng đã gây nên rất nhiều nguy hiểm cho các thế lực ở phụ cận nàng lại không thể cứ thế mà ngồi nhìn xuông được nếu thánh nữ điện hạ đã nói như vậy bọn ta cũng không nhiều lời nữa mấy vị trưởng lão đối với việc này cũng không nói thêm gì định đứng dậy rời khỏi cung điện nhưng đúng lúc này từ nơi xa bỗng truyền đến thanh âm bẩm báo làm cho sắc mặt của mấy vị trưởng lão thay đổi có chút chấn kinh trường ca thiếu chủ đến gặp các nàng vừa mới đàm luận về cố trường ca kết quả là cố trường ca đã hiện thân nghĩ đến đây bọn họ không khỏi quay đầu liếc mắt nhìn gian sở sở thì ra nàng nói sẽ giải quyết chính là ý này chuyện này khiến bọn họ không khỏi lộ ra ý cười trong lòng đồng thời thở vào một hơi chúng ta đi nên đón trường ca thiếu chủ. Sau đó, bọn họ hóa thành cầu vồng, vội vàng đi ra khỏi sơn môn nhân tổ điện, muốn nên đón cố trường ca, không dám thất lễ. Ở thượng giới bây giờ, cho dù là đại giáo chủ, gặp qua cố trường ca cũng không dám đối đãi như vãn bối, mà phải cẩn thận ứng xử. Sao bỗng dưng hắn lại đến nhân tổ điện? Chẳng lẽ là vì việc này? Giang sở sở có chút ngẩn ngơ, mới vừa rồi còn cho là mình nghe lầm, sau khi mấy vị trưởng lão đã hóa thành cầu vòng đi nghênh đón, nàng mới phản ứng lại được, vậy ra cố trường ca thật sự đến nhân tổ điện. Chuyện này khiến cho trong lòng nàng rất bối rối, phải mất rất nhiều thời gian mới tỉnh táo lại được. Xem ra là hắn đến đây là vì chuyện của tán ma uyên, theo lý thuyết thì chuyện này có quan hệ gì với hắn đâu. Sao hắn lại đến đây? Trong lòng gian sở sở không khỏi có chút cảm động lại có chút xấu hổ, nghĩ đến nếu cố trường ca lại ức hiếp nàng như lúc trước, nàng nên làm cái gì? Từ chối ư? Hay là thuận theo? Nghĩ đến chuyện lúc trước, trên mặt nàng không khỏi đỏ lên, hơn nửa ngày mới khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh như trước, nhìn không ra điều gì bất thường. Chương 1157 Quả nhiên lại không giữ chữ tín Mà ngay khi trong đầu gian sở sở đang loạn như ma thì bên ngoài đại điện đã truyền đến tiếng nói chuyện. Mấy vị trưởng lão vừa rồi, trên mặt là nụ cười lấy lòng, đi theo bên cạnh một người nam tử trẻ tuổi. Có chút kính cẩn khép nép. Nam tử trẻ tuổi mỉm cười, một thân huyền y, ống tay áo rộng rãi, dáng người thẳng tắp thon dài, lộ ra một khí tức cao quý thần bí, khí chất siêu phàm thoát tục, đứng ở nơi đó đã khiến thiên địa chúng sinh không thể bỏ qua. Giang sở sở nhìn hắn một cái, sau đó lại nhanh chóng thu hồi ánh mắt, giống như mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, xếp bằng ngồi tại chỗ, nhìn có chút yên tĩnh. thì ra thánh nữ điện hạ đã nói chuyện ở tán ma uyên với trường ca thiếu chủ, vậy thì bọn ta an tâm rồi. đã như vậy, chúng ta xin cáo lui trước. mấy vị trưởng lão dứt lời, nhanh chóng lui ra, rời khỏi cung điện, không dám quấy rầy hai người cố trường ca và giang sở sở. tuy bọn họ không biết rõ quan hệ của hai người ra sao nhưng nếu giang sở sở đã thuyết phục được cố trường ca. Đề cập đến sự việc ở Tán Ma Uyên, chắc là sẽ không đơn giản. Ngươi không muốn gặp ta vậy sao? Sao lúc gặp ta lại cứ cúi đầu như thế? Cố Trường Ca mở miệng, đầy hứng thú nhìn chằm chằm nàng. Giang Sở Sở nghe vậy thì ngẩng đầu. Con ngươi ống ánh mà bình tĩnh, giống như ngọc thạch đen hoàng mỹ, tỏa ra tia sáng lấp lóe động lòng người. Nàng ừ một tiếng, sau đó dường như giải thích, không muốn gặp ngươi trừ phi ngươi đối tốt với ta một chút. Cố trường ca không nhịn được cười, chụp lấy một cái bồ đoàn, ngồi xuống bên cạnh nàng, nói, ta đây không phải biết ngươi không giải quyết được chuyện ở tán ma uyên nên đã ngựa không dừng vó chạy đến nhân tổ điện ư, ngươi còn muốn ta làm thế nào nữa? Dù ban nảy gian sở sở cũng đã suy đoán về mục đích của cố trường ca nhưng khi tận tai mình nghe chính miệng hắn nói ra, nàng vẫn thấy vô cùng vui vẻ nhưng vừa nghĩ đến không chừng cố trường ca sẽ dựa vào đó mà ra điều kiện nàng cũng có chút cảnh giác con ngươi nhìn chằm chằm hắn còn thiếu chút nữa là viết luôn mấy chữ ngươi đừng có mà có ý đồ xấu xa lên mặt từ lần trước khi biết không thể nhẫn nhục chịu đựng khi đối mặt với cố trường ca nàng đã hiểu rất nhiều chuyện không thể cứ dựa theo yêu cầu của cố trường ca được bằng không hắn sẽ lấy đó làm biện pháp ức hiếp người khác làm sao ngươi biết chuyện của táng ma uyên Giang sở sở dự định nói sang chuyện khác. Vấn đề này, ngươi phải hỏi chính bản thân ngươi ấy, nếu ngươi có thể giải quyết được thì ta còn phải làm chuyện phiền toái như vậy làm gì? Giọng điệu cố trường ca đầy vẻ bất đắc dĩ, chẳng lẽ ta phải trơ mắt nhìn ngươi đến tán ma uyên chịu chết? Ta! Giang sở sở không nghĩ đến cố trường ca sẽ nói như vậy. Trước hôm nay, thái độ của hắn dành cho nàng luôn là lạnh như băng, dữ dằn, vô cùng ác liệt nhưng cách nói giống như hôm nay khiến nàng rất không quen. Cảm giác còn có chút thụ sủng nhược kinh. Không lẽ hắn thật sự bằng lòng với mình, sẽ đối với mình tốt một chút? Ngươi cái gì mà ngươi? Cố trường ca cắt lời nàng, ánh mắt đặt trên mặt nàng, nói đi, bây giờ chuẩn bị báo đáp ta thế nào? Ta từ xa đến giúp người giải quyết phiền phức ở tán ma uyên, có phải nên cho ta chút thù lao không? Giang sở sở biết ngay cố trường ca sẽ nói như vậy, gương mặt xinh đẹp thoáng ửng đỏ, không khỏi phản bác mà nói, hiện tại hai chúng ta đã là châu chấu trên cùng sợi dây. Mà ngươi đã đáp ứng rằng sẽ đối xử với ta tốt hơn, cố trường ca hỗn đảng, ngươi không giữ chữ tín. Cố trường ca không nhịn được cười mà nói, ý ngươi là ngươi định tay không bắt sói đấy à. Ngươi nghĩ cũng hay thật đấy, gian sở sở. Ta cũng không cần ngươi đến giúp ta. Giang sở sở cảm thấy bản thân mình rất quốc ức, nhưng lại không chịu được cái thần sắc uy hiếp kia của Cố Trường Ca, cuối cùng mới cắn răng nói, "Vậy, vậy thì ta cho ngươi hôn một cái." Nàng cảm thấy mình không thể thỏa hiệp được. Đây đã là nhượng bộ lớn nhất rồi. Nhưng trong lòng nàng vẫn cảm thấy lo lắng, sợ Cố Trường Ca lại giống như trước đây. Lấy thực lực của nàng thì không thể chống cự nổi Cố Trường Ca. "Chỉ vậy thôi à?" Cố Trường Ca nhíu mày, vốn chỉ định trêu chọc nàng một chút không ngờ Giang Sở Sở lại tưởng thật. Giang Sở Sở cho là hắn không hài lòng, cảm thấy hoảng hốt, lại lần nữa nói, "Vậy hai cái." Lần đầu tiên, Cố Trường Ca phát hiện gia hỏa này lại vô cùng ngốc nghếch, đến vậy rồi mà vẫn không phát hiện ra. Dù sao cũng là nhân tổ điện thánh nữ, sao mà vừa gặp hắn thì trí thông minh lại tụt thẳng xuống đáy thế này? "Được thôi, được thôi." Hai lần thì hai lần, ngươi lời to. Cố Trường Ca khẽ lắc đầu, làm bộ mình thiệt thòi lắm. Sau một khắc, Giang Sở sở trợn to đôi mắt xinh đẹp, muốn đẩy hắn ra, ư ư a. À. Quả nhiên hỗn đảng này lại không giữ chữ tính. Trong cung điện mây mù bồng bềnh, một dòng thần hà chảy xuôi, bốn vách tường treo đầy bảo khí tỏa sáng vô cùng thần dị. Cũng may hiện tại trong cung điện không có người khác. Nếu không thì người nọ tuyệt đối sẽ trừng to mắt, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đây vẫn là thánh nữ điện hạ giống như cửu thiên tiên nữ, thần thánh siêu nhiên, xuất trần không tì vết trong lòng họ sao. Ô ô! Cố trường ca cũng không có tự giác việc mình chiếm tiện nghi của giang sở sở, đôi mắt đẹp của nàng trừng lớn, vô cùng ủy khuất, muốn đẩy hắn ra. Thế nhưng sức lực của cố trường ca rất lớn, nàng có muốn tránh ra cũng không được. Thời gian dần trôi qua, cơ thể giang sở sở như nhũng ra. Suýt nữa đứng không vững, trong lòng vô cùng xấu hổ. Nàng đã sớm đoán được tên khốn kiếp Cố Trường Ca này sẽ không tuân thủ ước định, nhưng vẫn ôm một tia ảo tưởng muốn tin tưởng hắn. Nhưng Cố Trường Ca thật là cực kỳ quá mức, ngoài miệng đáp ứng rất thành thật, nhưng trên thực tế lại không một lời nào là có thể tin tưởng được. Chương 1158. Không còn cách nào khác. Được rồi, đừng ngày nào cũng suy nghĩ có chuyện tốt. Sau này học thông minh một chút đi, đồ ngốc. Cuối cùng thì Cố Trường Ca cũng buông Giang Sở Sở ra. Sau đó hắn xuất hiện ở một chỗ khác, cách xa nàng một khoảng, mỉm cười nói: "Tên khốn kiếp này, sau này ta không bao giờ tin ngươi nữa." Trên mặt Giang Sở Sở đều bị nhuộm thành màu đỏ, nàng chưa bao giờ xấu hổ giống hôm nay, hai mắt nhìn hắn chầm chầm, môi đỏ trong suốt, lóe ra ánh sáng động lòng người. Trong lòng nàng vô cùng ủy khuất, phát hiện bản thân thật sự quá ngu. Lại còn ngây ngốc tưởng tượng lời của đại ma đầu này Cố trường ca khẽ cười, lơ đến nói Ai có thể nói rõ ràng việc sau này chứ Lần trước có ai nói sẽ không cân nhắc đề nghị của ta thì phải Giang sở sở hừ lạnh một tiếng Bình phục dòng suy nghĩ của mình Nhắc nhở bản thân bình tĩnh trở lại Mỗi lần vừa gặp cố trường ca thì tâm trạng của nàng rất khó bình tĩnh Trong lòng nàng sẽ sinh ra gợn sóng rất lớn bởi vì cử động của hắn giống như là hôm nay, bị hắn tùy ý ức hiếp. Sau đó cố trường ca không tiếp tục tiếp tục ức hiếp nàng nữa, ngược lại là nghiêm túc bày mưu tính kế giúp nàng xem lần này phải giải quyết đại ma chi loạn ở tán ma uyên như thế nào. Nhất thời, Giang sở sở có chút hoang mang, cẩn thận nhìn hắn vài lần. Gia hỏa này đổi tính sao? Thật sự suy nghĩ cho nàng. Nghĩ như vậy, tâm trạng của nàng lại có chút không tệ, cảm thấy vừa rồi mình cũng không tính là ăn thiệt thòi. Tại sao hôm nay ngươi lại đột nhiên tốt như vậy? Giang sở sở cảm giác cố trường ca hiện tại có chút không giống với cố trường ca mà trước đó nàng quen thuộc. Cố trường ca trước kia sẽ không để ý tới sống chết của người không có quan hệ gì với mình, ích kỷ, lạnh lùng. Tuyệt tình đến cực hạn. Mà bây giờ hắn lại đang nói làm thế nào để tiến về tán ma uyên, Bi trấn áp đại ma nơi đó, dọn sạch nguy nan của thượng giới. Chẳng lẽ thật sự là bởi vì nàng? Tán ma uyên có đại ma xuất thế, chúng ta là tu sĩ thượng giới đương nhiên nghĩa bất dung từ, chớ nói chi thân phận bây giờ của ta là nhân tổ, giữ gìn an bình cho thiên hạ thương sinh không phải là chức trách của ta sao? Cố trường ca nghe nàng nói như vậy thì không khỏi lắc đầu, Quang minh lẫm liệt nói, sau đó lại có chút thở dài. Huống chi ngươi vừa ngốc lại bướng bỉnh như thế, biết rõ nơi đó nguy hiểm mà vẫn còn muốn đi, sao ta có thể yên tâm được. Tán ma uyên bạo loạn, hồng y nữ ma sắp xuất thế, lúc này hắn vẫn chưa tìm được lý do thích hợp để qua đó. Bây giờ vừa vặn có thể sử dụng thân phận nhân tổ, có thể nói là rất hợp tâm ý của cố trường ca. Bằng không, nếu như lúc này hắn đi tán ma uyên, một khi nơi đó đột nhiên xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn, như vậy rất nhiều thế lực đạo thống ác sẽ liên tưởng tới hắn đầu tiên nhưng nếu có lý do này, vậy thì mọi chuyện sẽ khác. Mà nghe nói như thế, Giang Sở Sở đầu tiên là sững sờ, sau đó nhìn chầm chầm cố trường trường ca, hai mắt sáng long lanh, giống như là có vô số tinh quan hội tụ bên trong. Nàng cảm giác những câu trước đó của cố trường ca đều là nói hưu nói vượng, một câu cuối kia mới là nói thật, dù sao người như hắn sao có thể quan tâm thiên hạ thương sinh chứ. Ta đã biết, sau này ta sẽ tận lực ít đi những nơi nguy hiểm. Giang Sở Sở nghiêm túc gật đầu, dường như là muốn hứa hẹn cho hắn nghe. Giờ khắc này, nàng cảm giác trong lòng của mình rất ấm áp. Mặc dù ngoài miệng Cố Trường Ca nói không lo cho nàng, nhưng mỗi lần nàng gặp phiền phức hoặc là trong thời điểm khó khăn thì hắn đều sẽ xuất hiện. Đây cũng không phải là mới một lần, hai lần. Không cần phải như vậy, ngươi muốn làm cái gì thì cứ làm. Ta sẽ không ngăn cản ngươi, càng sẽ không trách ngươi cái gì. Nếu bắt ngươi thấy chết không cứu, với tính cách của ngươi, cho dù là đáp ứng thì hẳn là trong lòng cũng sẽ không dễ chịu. Giang sở sở có chút bất ngờ, lần này cố trường ca lại không hề mắng hoặc là trào phúng nàng, mà nói ra một câu suy nghĩ vì nàng. Nàng ngơ ngác nhìn cố trường ca, thấy hắn cũng đang nhìn mình, lúc này mới rủ mắt xuống, nhẹ nhàng ừ một tiếng. Sau này, nếu như sau này ngươi muốn ức hiếp ta thì có thể nói cho ta một tiếng, ta sẽ không từ chối sau đó nàng cố gắng lấy dũng khí nói một câu rồi nhìn về phía hắn vừa nói lời này gương mặt trắng nõn tinh tế của nàng hiện lên một màu đỏ hồng hơn nữa trái tim đập loạn thình thịch cảm giác đầu mình hơi choáng váng không ngờ bản thân lại lớn mật như thế dám nói ra lời này với cố trường ca ức hiếp ngươi cố trường ca có chút sững sờ sau đó hứng thú cười một tiếng ngươi nói là loại nào hắn đương nhiên là biết rõ còn cố hỏi Da mặt của Giang Sở Sở rất mỏng, nàng có thể nói những lời này đã khiến hắn rất bất ngờ. "Ta không biết." Giọng nói của Giang Sở Sở có chút run rẩy, nàng không chịu nổi ánh mắt của hắn, vội vàng quay đầu sang chỗ khác. Nàng đã tự nói ra loại chuyện như vậy thế mà Cố Trường Ca biết rõ lại còn cố hỏi. Hắn quả nhiên là tên khốn kiếp. "Ngươi không biết, như vậy chẳng phải là ta làm gì cũng được sao?" Cố Trường Ca có chút chế nhạo khuôn mặt của Giang sở sở nóng lên, nàng cảm giác nếu như bản thân tiếp tục ở chỗ này, không chừng một hồi lại bị cố trường ca ném vào tiểu thế giới kia, dù sao nàng đã nói mình sẽ không từ chối. Cho nên nàng lập tức đứng dậy rồi chạy trối chết, váy áo phiêu động, dáng người yểu điệu, vô cùng động lòng người. Cố trường ca nhìn hình bóng nàng biến mất ở ngoài điện. Nhịn không được khẽ cười. Sau đó, tin tức về việc cố trường ca đi vào nhân tổ điện rất nhanh được truyền ra ngoài, chuyện này khiến rất nhiều cường giả nhân tổ điện kinh ngạc sau đó cùng nhau đi tới bái kiến dù sao thì thân phận hiện tại của cố trường ca chính là nhân tổ về phần là thật hay giả thì cũng không quan trọng quan trọng là cố trường ca đến có thể giải quyết phiền phức hiện tại mà bọn hắn gặp phải rất nhiều người cũng đang suy đoán rất có thể cố trường ca tới nhân tổ điện là vì gian sở sở gian sở sở cũng không có giải thích cái gì chỉ có thể cam chịu là như vậy Trước kia nàng căn bản không nghĩ tới sẽ có một ngày mình sẽ phản bội nhân tổ điện, đồng thời để người giết chết nhân tổ Ngụy Trang thành hắn. Nhìn rất nhiều cường giả nhân tổ điện kính cẩn đứng bên dưới cung điện, trong lòng nàng rất phức tạp, nhưng việc đã đến nước này, đã không còn cách nào khác. Đúng như những gì mà Cố Trường Ca đã nói trước đó, cái mà nhân tổ điện cần không phải là nhân tổ, mà là cái thân phận nhân tổ này. Tất cả mọi người đều có thể trở thành nhân tổ chỉ cần ở lúc này có thế chống đỡ cho nhân tổ điện. Về phần nhân tổ chân chính đang ở đâu, hiện tại chuyện này đã không phải là chuyện mà đám người nhân tổ điện cần phải suy tính. Chương 1159 Tính ngưỡng chi lực Tán ma uyên chi họa lần này xin làm phiền trường ca thiếu chủ. Có trường ca thiếu chủ ra tay, chúng ta vô cùng yên tâm. Tán ma uyên quét sạch rất nhiều thế lực xung quanh, tổn thương thảm trọng, bây giờ rất nhiều Phật đà ở Phật Sơn đã đi xuống núi Diệt Ma. Nếu như lại có trường ca thiếu chủ ra tay, vậy chuyện này ác hẳn có thể giải quyết nhanh chóng, trả lại bình an cho thiên hạ. Đúng vậy, trường ca thiếu chủ ở đây, chúng ta có thể thở ra một hơi rồi. Một đám cường giả nhân tổ điện thở vào một cái, trong lời nói toàn là lấy lòng cố trường ca. Nếu như để thế hệ trước đi, như vậy ác phải bỏ lỡ chinh chiến bát hoang thập vực, bọn hắn cũng không thể phân thân cố trường ca vốn dĩ dự định đi tán ma uyên một chuyến cho nên đương nhiên sẽ không từ chối hơn nữa có một đám cường giả nhân tổ điện làm chứng hắn đến đó chính là để trừ ma vệ đạo về phần sau này hồng y nữ ma xuất thế có thể huyết tẩy thượng giới hay không vậy thì không liên quan gì với hắn rồi người khác cũng sẽ không thể hoài nghi đến trên đầu của hắn trong kế hoạch của cố trường ca Mặc dù hồng y nữ ma vẫn còn khoảng nửa năm nữa mới phá vỡ phong ấn xuất thế, nhưng hắn đã đợi không kịp, dự định thả người ra sớm hơn. Cho nên sau này, xung quanh tán ma uyên sẽ xảy ra chuyện gì thì hắn đã dự liệu được. Mấy ngày sau, cố trường ca cũng không sốt ruột tiến tới tán ma uyên, ngược lại chờ đợi ở trong nhân tổ điện. Giang sở sở dẫn hắn tham quan các di tích cổ cung khuyết, bao gồm rất nhiều tàn thư điện của nhân tổ điện, tiên nhân di khắc, vân vân cố trường ca cũng không có hứng thú với những thứ này hơn nữa bởi vì hắn nuốt chửng nhân tổ chuyển thế chi hồn nên đã biết rất nhiều bí mật liên quan tới nhân tổ điện hắn càng rõ ràng phương pháp truyền thừa của nhân tổ điện có thể giúp tu sĩ nhân tổ điện hoàn toàn tiếp nhận đạo quả của một đời trước từ đó đạt tới hiệu quả quán đỉnh đương nhiên loại truyền thừa này rất ít gặp cũng không có người nào vĩ đại tới mức cam nguyện đưa thành quả tu hành cả đời của mình cho người khác trừ phi là thế hệ trước gặp được đại nạn buông xuống mới có thể trong thời khắc hấp hối giao đạo quả cả đời cho thế hệ tiếp theo nhưng ngoại trừ những thứ này thứ làm cố trường ca thấy thú vị nhất chính là tín ngưỡng chi địa thật ra thứ trân quý nhất của nhân tổ điện chính là tín ngưỡng chi lực đây là tín ngưỡng của chúng sinh đồng thời cũng là nguyện lực của khí vận chúng sinh trong lòng cố trường ca cũng có dự định thí nghiệm một chút hắn đặt khí vận kim đỉnh ở trong chủ điện nhân tổ điện, dùng để tiếp nhận khí vận tín ngưỡng chi lực từ các nơi ở thượng giới hội tụ lại. Một tia ánh sáng màu bạc từ thiên địa các nơi hội tụ phiêu đảng đến, cuối cùng giống như tinh hà rơi vào trong khí vận kim đỉnh. Bên trong lập tức có ánh vàng rực rỡ xen lẫn vô số ánh sáng màu bạc. Giờ khắc này, trong thức hải của cố trường ca có thần quan rực rỡ ngưng tụ. Mỗi một chữ đều lộ ra vẻ cổ lão tan thương đó là một phần phương pháp về tu luyện tín ngưỡng pháp thân, chẳng qua cần có tín ngưỡng chi lực mênh mông chèo chống. Người bình thường căn bản không thể tu hành được. Đây là lực lượng tín ngưỡng. Có lẽ ta có thể thử đổi một loại thủ đoạn xem sao. Người tụng tên ta, bên trong luân hồi có thể đạt được vĩnh sinh. Xem ra ta có thể hiển thánh thử một lần. Cố trường ca nhắm mắt lại, sau đó xếp bằng ngồi xuống tại chỗ. Khi tâm niệm hắn vừa động, tính ngưỡng chi lực màu bạc kinh khủng mà mênh mông phun trào, tụ hội về nơi đây. Ông Thiên khung rung rẩy, bên ngoài cung điện rung chuyển dữ dội. Thanh thế kinh khủng thổi quét mà ra, vô cùng to lớn, ngay cả sao trời ngoại vực cũng đang rì rào rung rẩy, dường như muốn rơi xuống. Bắt đầu từ trung vực, vô số sinh linh và tu sĩ biến sắc, mọi người cảm nhận được uy áp kinh khủng tỏa ra từ bên trong, khiến bọn hắn không khỏi muốn quỳ xuống bái lại mỗi người đều có loại cảm giác gặp phải thiên uy. Giang sở sở cảm giác được dao động này. Nàng khẽ lắc người đi tới, sau đó có chút hoảng hốt nhìn cảnh tượng trước mắt. Trong cung điện, bóng dáng của cố trường ca trở nên mơ hồ, vô cùng cao gầy, sợi tóc ống ánh, huy quan chảy xuôi, sương mù hỗn độn lượng lờ chung quanh. Mà lúc này, bên người hắn là tín ngưỡng chi lực màu bạc bốc cháy giống như thần hỏa. Từng ngọn lửa nhấp nháy, giống như chiếu rọi ra hàng tỷ pháp tắc thần thông vô cùng huyền diệu cảnh tượng như vậy rất chấn động mỗi một ngọn lửa màu bạc đều treo ở bên trong không gian xung quanh giống như đang cầu nguyện lễ bái cố trường ca mỗi một ngọn lửa cũng giống như một phương thế giới cổ lão mà mênh mông có thể dung nạp tất cả mọi thứ giữa thiên địa có người đang tụng tên của ta cố trường ca ngồi xếp bằng trong thần hỏa màu bạc cảm nhận được tín ngưỡng chi ý truyền lại từ các thế giới. Lúc này, ở một nơi nào đó, phần cảm giác này càng mãnh liệt, hừng hực mà thâm hậu, vô cùng nồng đậm. Nó thuộc về một người thành kính sùng bái hắn. Trước mắt hắn hiện lên hình ảnh xung quanh đối phương. Ngay tại lúc đó, tại một nơi vô cùng xa xôi, cách xa nhân tổ điện, bên ngoài giới Bi Hải, trong một chỗ đại mạc gần Bát Hoang thập vực, Bên cạnh mảnh đại mạc này là một vùng biển màu đen tĩnh mịch, hoặc nhìn gió êm sóng lặng, nhưng lại ẩn chứa sát cơ kinh khủng. Bọt nước cuồn cuộn, tựa như thế giới chuyển động, đế cảnh cũng khó đi qua. Nước biển đen nhánh ập tới bờ giới bi hải, có loại cảm giác như là khí tức tử vong. Chương 1160 Lâm Thanh Dương Trên mặt biển, chiến thuyền màu đen làm bằng xương cốt đang phiêu đảng còn có các loại chiến thuyền kỳ lạ đang vượt sông, lít nha lít nhíp, đến từ chính thượng giới. Mà phía trên giới bi hải có một mảnh không gian mênh mông kinh khủng, sương mù khắp nơi vắt ngang ở trên chân trời, nhìn không thấy biên cảnh. Rất nhiều sinh linh và tu sĩ bác hoang thập vực cả người quấn quanh hung khí, khí thế ngập trời xông ra khỏi không gian đó, sau đó tập kết bên ngoài giới bi hải. Xa xa trong đại mạc đang bột phát đại chiến thảm thiết. Quân tiên phong hai bên đang giao thủ, trong sương mù đen kinh cũng có chí cường giả thượng giới chiếu rọi pháp thân. Lạnh lùng nhìn lại. Mặc dù bọn hắn không cách nào vượt hải tới đây, nhưng lại có thể dựa vào thế hệ trẻ tuổi, thông qua các loại pháp khí, chiếu rọi pháp thân ở bên này, chấn nhiếp bác hoang thập vực. Bác hoang thập vực cũng có chí cường giả xuất hiện, nhưng mà số lượng và tu vi lại rõ ràng yếu hơn bên thượng giới. Cái này khiến cho rất nhiều người bên Bác Hoang thập vực lộ ra sắc mặt nặng nề, tràn ngập lo lắng. Chí cường giả vẫn chưa giao thủ, trận chiến bây giờ chỉ là do thế hệ trẻ tuổi giao phong. Hai bên điều động thế hệ trẻ tuổi đi ra, ở chỗ này chém giết, sát phạt lẫn nhau. Trận chiến như vậy vô cùng thảm liệt, thương vong thảm trọng. Tu vi của thế hệ trẻ tuổi bên Bác Hoang thập vực rõ ràng không bằng thượng giới tiến hành xa luân tử chiến mà lại không thể hạ gục được một người phe kia. Người thứ 8 Kế tiếp là ai? Trên chiến trường, một sinh linh dáng vẻ dạ xoa nở nụ cười lạnh lùng nói, cả người lượng lờ huyết quang, khí huyết kinh khủng cuồn cuộn. Trường thương quét ngang phía trước. Hư không lập tức nổ tung. Phù văn huyết sắc sáng lạng, từng sợi hào quang màu đỏ đậm đang chéo thành một mảnh rồi chém xuống. Một vị thiên kiêu trẻ tuổi bên phía Bác Hoang thập vực lập tức nổ tung trong tiếng kêu thảm thiết, hình thần câu diệt. Cảnh tượng này khiến sĩ khí bên thượng giới tăng cao, tất cả tất cả mọi người hoan hô, ngay cả chí cường giả Bao phủ trong sương mù cũng khẽ gật đầu, lộ ra khen ngợi. Mà bên Bác Hoang thập vực lại sụt giảm tinh thần rõ rệt, sắc mặt của rất nhiều cường giả thế hệ trước trở nên xanh xám rất khó coi. Thế hệ trẻ tuổi càng là sợ hãi trên mặt trắng bệt, sợ hãi vạn phần. Bọn hắn tám người xa luân chiến, nhưng đều không phải là đối thủ bên kia, bị hắn chém giết nhanh chóng, chấn động tất cả mọi người. Cường đại như vậy, chênh lệch như vậy, thật sự là làm cho bọn hắn tuyệt vọng. Quả nhiên bác hoang thập vực vẫn phế vật như trước, ngay cả tìm tám người cũng không phải là đối thủ của ta. Ngoại trừ trốn bên ngoài giới bi hải thì các ngươi còn có thể làm gì nữa? sớm biết có hôm nay thì các ngươi cần gì phải phản bội chúng ta. Các ngươi nên chịu tội nghiệp vĩnh viễn. Lấy cái chết chuộc lỗi. Sinh linh dáng dấp dạ xoa nở nụ cười lạnh lùng, hắn đứng sừng sững giữa sân, cầm trường thương trong tay, khinh thường nhìn phe bác hoang thập vực. Việc năm đó có ai rõ ràng đâu. Ngươi cũng đừng khinh người quá đáng, thiên kiêu chân chính bên ta vẫn chưa tới, bằng không bọn hắn ắt sẽ chém chết ngươi ngươi đắc ý không được bao lâu đâu, đến lúc đó bọn hắn tuyệt đối sẽ giết chết ngươi, báo thù cho tu sĩ bên ta. Nghe dạ xoa nói lời này, rất nhiều thế hệ trẻ tuổi bên bác hoang thập vực đỏ ngầu hai mắt. Trăng bản chịu không được sự sỉ nhục này, đặc biệt là lại ngay trong tình huống sĩ khí sụt giảm như vậy, bọn hắn quả thật là hận muốn điên. Cường giả thế hệ trước càng là cắn chặt răng, hận ý ngập trời. Thiên kiêu chân chính dạ xoa nghe vậy chỉ là cười nhạo một tiếng khinh thường hơn nữa nếu để cho các ngươi biết cái gì gọi là chân chính thiên kiêu sợ là sẽ khiến các ngươi tuyệt vọng không còn dũng khí phản kháng nếu chủ nhân nhà ta ở đây chỉ cần một chưởng là có thể hủy diệt tất cả trước mặt chủ nhân của ta cái mà các ngươi gọi là thiên kiêu còn không có tư cách là sâu kiến nghe vậy rất nhiều thiên kiêu và cường giả bên thượng giới cho dù là tồn tại ẩn tàng trong sương mù đều lộ ra sắc mặt nghiêm túc, rất nhiều người không khỏi lộ ra vẻ kính sợ. Không ngờ tên giả xoa này lại là tùy tùng của vị kia. Lời này không hề giả dối. Ngươi Vừa nghe lời này, tu sĩ và sinh linh tuổi trẻ bên Bác Hoang thập vực đầu tiên là sững sờ, sau đó tức giận, chịu không nổi thái độ kinh thường và trào phúng của đối phương. Bọn hắn căn bản không tin sau lưng tên giả dạ xoa cường đại khủng bố như thế lại còn có chủ nhân. Để ta chém ngươi. Đúng lúc này, bên bác hoang thập vực thình lình xuất hiện một hình bóng. Hắn mặc trường bào màu xanh, tóc rất dài, khuôn mặt tuấn giật cầm một thanh trường đao màu xanh, từ trong đám đông đi ra, rơi xuống chiến trường. Lúc này, mặt mũi hắn cũng mang theo chút tức giận, có điều đang nỗ lực nhẫn nại áp chế hắn tận mắt nhìn thấy rất nhiều thiên kiêu bên này chết thảm dưới tay đối phương. Hắn căn bản ngồi không yên, muốn đứng ra rửa sạch sỉ nhục, cổ vũ sĩ khí. Mà khi nhìn thấy người này, rất nhiều thiên kiêu trẻ tuổi bên bác hoang thập vực đều kinh hãi, sau đó một mảnh xôn xao. Là hắn. Lâm Thanh Dương. Ca ca của Lâm Vũ. Đáng tiếc Lâm Vũ không có ở đây, bằng không tuyệt đối có thể nghiền ép tên dạ xoa ghê tẩm kia nhưng lâm thanh dương là ca ca của lâm vũ hẳn là thực lực cũng không thể khinh thường dù sao có lâm vũ chỉ điểm thiên kiêu lâm gia bọn hắn hẳn là tiến cảnh phi tốc dù sao cũng là long huyết gia tộc trong lòng rất nhiều người phấn chấn thấy được hy vọng thắng lợi nếu lâm thanh dương đã có dũng khí đứng ra vậy cho thấy hắn có tự tin chiến thắng đối phương chớ nói chi là hắn còn có long huyết sau lưng có một vị đệ đệ cường đại chỉ điểm đệ đệ của lâm thanh dương có thể nói là một vị tồn tại truyền kỳ hào quang chói mắt làm cho rất nhiều người kính sợ bây giờ tồn tại mạnh nhất thế hệ trẻ tuổi ở bác hoang thập vực tuyệt đối có một chỗ của hắn thanh dương bên phía bác hoang thập vực một vị chuẩn chí tôn cảnh chí cường lộ ra ánh mắt hơi phức tạp sau đó căn dặn một câu ngươi phải cẩn thận ta đã biết lão tổ lâm thanh dương gật đầu hóa thành một đạo tàn ảnh dường như biến mất tại chỗ, tiến lên bắt đầu chém giết với đối phương. Cảm ơn các bạn đã nghe hết video này. Đừng quên nhấn nút like và nút đăng ký theo dõi kênh Nhà Đọc Truyện để nghe những video mới nhất nhé.